Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa thượng Tịnh Không. Đề tài 78. In kinh bố thí. Bố thí có 3 loại: tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Trên kinh thường nói với chúng ta, bố thí tài thì quả báo được tiền của, bố thí pháp được quả báo thông minh, trí tuệ, bố thí vô ý thì được quả báo khỏe mạnh, sống lâu. Tôi thường nói với các đồng tu, in kinh bố thí, đây là ba loại bố thí đồng thời đầy đủ. In kinh phải có tiền thì đây là bố thí tài. Kinh điển là pháp, là bố thí pháp. Sau khi người ta đọc rồi thì phá mê khai ngộ, họ xa lìa tất cả những điên đảo lo lắng. Đây là bố thí vô úy. Năm xưa tôi đọc Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, ngưỡng mộ cách làm người của Ngài Đại Sư Ấn Quang. Tôi học theo Ngài. Người ta cúng dường cho Ngài thật không ít, nhưng toàn bộ đều đem đi in kinh, bố thí. Tôi cảm thấy việc này rất tốt, không phải là tạo tác tội nghiệp. Ví dụ như ta đem tiền đi cất chùa miếu, giả như đồ đệ không tốt, tranh danh đoạt lợi, vậy thì biến thành chốn thị phi, vậy thì tiền này đã tạo nghiệp rồi. Thật là không tốt. Cho nên tôi không chủ trương cất chùa, không chủ trương xây đạo tràng. Tôi chủ trương in kinh. Kinh sách in tặng cho người ta xem thì tốt, không xem cũng tốt, không tạo nghiệp. Cho nên toàn bộ tiền của tôi đều mang đi in kinh. Đã in nhiều năm đến như vậy, mỗi năm in kinh đều lên đến ngàn vạn, tặng cho mọi người khắp thế giới, gần như mỗi khu vực, quốc gia đều có quan hệ với cơ kim hội của chúng ta. Toàn thế giới có hơn 300 đơn vị. Các vị phải nên biết, công đức in kinh là không thể nghĩ bàn. Hiện tại phong trào in kinh rất hưng thịnh. Tôi xem thấy khắp nơi đều có người đang in kinh. Lúc trước không có người in, phong trào in kinh là do chúng ta dẫn khởi. Khi chúng ta tổ chức Hội Pháp Thí Hoa Tạng vào năm Dân Quốc 60, chúng ta bắt đầu in kinh đến khắp nơi, kết duyên với mọi người. Kinh sách phải lưu thông, phải tặng cho người cần đến. Kinh sách phải tặng được nhanh, không nên có tâm tham, không nên có tâm bỏng sẻn. Nhà Phật thường nói, Phật thị môn trung, vụ cầu tất ứng. Bạn không có tâm tham, không có tâm bỏng sẻn, như lý như pháp mà cầu, thì quyết định có cầu tất có ứng. Hiện tại đi đến đâu cũng đều có người in kinh. Cho nên hiện tại chúng ta không in kinh. Hiện tại chúng ta làm đĩa quan, hy vọng mọi người làm theo. Nếu như mọi người làm đĩa quan thì chúng ta cũng không cần làm nữa. Chúng ta bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Khi nhân tài hoằng pháp nhiều rồi, đó chân thật là tiếp nối huệ mạng Phật, phổ lợi chúng sinh. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.